thông cáo báo chí về việc nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế huy động công an thuê côn đồ phá hủy thánh giá, đánh đập, thóa mạ các đan sĩ đan viện Thiên An Huế tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khoảng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2017, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động khoảng 200 công an, an ninh mặc thường phục, giả danh côn đồ, tự tiện xông vào nội vi đan viện Thiên An Huế, cùng với nhiều hung khí nguy hiểm như dao, tuyếp sắt, các công cụ hỗ trợ trong lực lượng công an, vô cớ tấn công một cách tàn bạo các đan sĩ đan viện Thiên An. Đặc biệt, an ninh mặc thường phục còn chỉ đạo công an, côn đồ phá hủy, đập bể tượng và cố tình phá hoại thánh giá được đặt trong khuôn viên nội vi các đan sĩ đan viện Thiên An tạo lập, xây dựng từ năm 1940. Sự việc được các quan chức địa phương xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy chứng kiến. An ninh côn đồ có độ tuổi từ 20 đến 27, dùng vũ lực và các hung khí nguy hiểm như cưa sắt, búa tạ lớn, xà beng, cuốc xẻng, tuyếp sắt, cây gậy ba khúc, giật sập, bẻ cong và bật gốc cây thánh giá. Nguồn gốc thánh giá này vừa mới được các đan sĩ tái lập vào ngày 26 tháng 6 năm 2017. Trước đây, cây thánh giá từng bị an ninh mặc thường phục và côn đồ lấy cắp, đập vỡ thành nhiều mảnh, rồi vứt xuống suối vào ngày 17 tháng 5 năm 2015, trong dịp lễ Chúa lên trời. Sau khi các đan sĩ dựng thánh giá trở lại, thì vào ngày 8 tháng 3 năm 2016, nhiều an ninh, công an, cán bộ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và côn đồ lại đến đập phá. Nghiêm trọng hơn, một trong số các an ninh có hành vi dẫm đạp lên tượng Chúa Giêsu trước sự chứng kiến và tiếp sức của những người tự nhận là có chức quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự kiện ngày 28 tháng 6 năm 2017 lần này là lần thứ ba trong thời gian ngắn. Các kế hoạch phá hoại đan viện Thiên An và thánh tượng được chuẩn bị có bài bản, kết hợp giữa an ninh, công an và côn đồ nhằm phá hủy bằng chứng đức tin của người Công giáo tại đan viện Thiên An. Trong hoàn cảnh tang thương, bị cô lập, các đan sĩ vẫn không ngần ngại bảo vệ thánh giá. Các nhân viên công quyền đã hung hãn, túm tóc, bóp cổ, xô đẩy, đánh vào đầu, đạp vào mặt, ngực, bụng người tu hành. Nghiêm trọng hơn, nhóm người này còn dùng các hung khí nguy hiểm như tuyếp sắt, gậy gộc, cây gậy ba khúc, tấn công những người tu hành tay không giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ những người có chức quyền của xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, có sự trợ giúp và chỉ đạo đắc lực của an ninh mặc thường phục. Thậm chí, một nhân viên của lâm trường Tiền Phong tên Nguyễn Viết Chính thường xuyên canh gác đan viện, dùng hung khí cây gậy ba khúc vụt liên tiếp lên đầu đan sĩ linh mục An Tôn Võ Văn Giáo. Ngoài ra, một nhóm phụ nữ được huy động hỗ trợ nhóm người trên thốt ra những lời thô tục thóa mạ các đan sĩ. Đặc biệt, trước sự chứng kiến của các cán bộ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều an ninh, công an và côn đồ còn đe dọa sẽ đánh các cha, các thầy của đan viện hoặc bất kỳ ai ra vào đan viện Thiên An. Các hành vi trên chẳng những vi phạm pháp luật, còn thể hiện tính vô nhân đạo, hèn hạ của giới cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Những hình ảnh nhục nhã, xấu xa, hèn hạ này đã được các đan sĩ ghi lại trong nhiều video, hình ảnh và hiện đang lan truyền nhanh rộng trên Internet. Đây là bằng chứng xác thực thể hiện bộ mặt côn đồ dẫm đạp lên hệ thống pháp luật của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Lưu ý rằng, chỉ trong vài ngày, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lập các chốt chặn trước cổng đan viện Thiên An, ngang nhiên kiểm soát tất cả mọi người ra vào đan viện. Trong ngày xảy ra cuộc trấn áp của an ninh, công an và côn đồ, các chốt cảnh sát giao thông đã tìm cách sách nhiễu, hạn chế đi lại và ngang nhiên tịch thu xe mô tô của đan viện Thiên An. Cũng vậy, tại khu vực sân sau bóng đá và hồ Thủy Tiên thuộc quyền quản lý và sở hữu của đan viện, nhà cầm quyền tỉnh lại huy động xe tải, xe múc chuyên dụng cỡ lớn, công nhân vào chặt phá rừng thông, cây keo, đào xới khu đất, ngang nhiên làm một con đường trên diện tích đất này với mưu đồ cách ly đan viện Thiên An, nhằm mục đích cướp toàn bộ 107 hectare đất nhà đường thông của đan viện Thiên An tạo lập trước năm 1940. Trong tình yêu của Thiên Chúa, trước những lời nói mạ lị,
hành vi bạo tàn của nhóm côn đồ và nhóm phụ nữ được công an bảo kê, các vị tu hành vẫn tay không tấc sắt, thái độ ôn hòa, bình tĩnh đón nhận những cú xô hung hãn, những nắm đấm hung tợn, những đòn gậy chết người, những bàn tay túm tóc, bóp cổ khi các đan sĩ đang dồn hết sức lực bảo vệ thánh giá. Nhiều đan sĩ nhẫn nhịn với nhiều vết thương bên trong và bên ngoài cơ thể. Sự việc chẳng những không được kiểm soát, vào lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động an ninh, công an và côn đồ được thuê mướn, gồm những thanh niên có tuổi đời từ 20 đến 27, tự tiện xông thẳng vào nội vi đan viện Thiên An, dùng những thanh sắt nguy hiểm đánh thẳng vào người các đan sĩ, dùng chân dẫm đạp vào người các thầy, khiến nhiều thầy bị thương và đổ máu, một thầy bất tỉnh tại chỗ và sức khỏe suy sụp. Qua sự kiện này, đan viện Thiên An nhận định: qua các thời kỳ, đan viện Thiên An luôn khẳng định có đầy đủ chứng cứ hợp pháp chứng minh 107 hectare đất nhà đường thông mà nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lần dùng những thủ đoạn dối trá, hèn hạ để cướp đoạt đất nhà đường thông thuộc quyền sở hữu và quản lý của đan viện Thiên An, do các vị tiền khởi khai mở đan viện Thiên An tạo lập, xây dựng và bảo vệ từ những năm 1940 cho đến lúc này. Đan viện Thiên An chưa, không bao giờ chuyển giao quyền quản lý, quyền sở hữu đất nhà đường thông thuộc tài sản của đan viện Thiên An cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Hành vi của nhóm công an an ninh côn đồ có tổ chức, tập hợp bài bản theo chỉ đạo của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế khi dùng vũ lực tấn công các đan sĩ và phá hủy thánh giá tại đan viện Thiên An vào ngày 28-29 tháng 6 năm 2017. Vừa vi phạm pháp luật quốc gia và công ước quốc tế, vừa ngang nhiên thách thức tôn giáo, thách thức dư luận, thách thức những ai yêu chuộng công lý và hòa bình. Chính vì vậy, đan viện Thiên An lên án mạnh mẽ những hành vi thô bạo, xâm hại thân thể các đan sĩ, những lời nói tục tĩu, chà đạp danh dự, nhân phẩm người tu hành của các cán bộ, nhóm côn đồ, phụ nữ được công an bảo kê và kích động. Lên án mạnh mẽ hành vi xúc phạm các biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo qua việc phá hủy thánh giá ngay trong khuôn viên đan viện. Lên án mạnh mẽ hành vi ngăn chặn, đe dọa các đan sĩ và khách hành hương của an ninh, công an và những nhóm côn đồ được nhà cầm quyền thuê, mướn. Đan viện Thiên An một lần nữa khẳng định quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ 107 hectare đất nhà đường thông tọa lạc tại đồi Thiên An lẫn hồ Thủy Tiên, và kiên quyết bảo vệ công lý, mong muốn tìm kiếm lẽ công bằng một cách ôn hòa và thiện chí, nhằm bảo vệ các tài sản hợp pháp của giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng. Đan viện Thiên An kính báo các vụ việc đến tòa thánh, đến các hội đồng giám mục, các linh mục, tu sĩ, giáo dân công giáo khắp hoàn cầu và kêu gọi các tổ chức, cá nhân yêu chuộng công lý, sự thật, nhân quyền trong nước và ngoài nước, cùng hiệp thông, lên tiếng buộc nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt ngay các hành động tội ác đối với dân lành, chiếm đoạt tài sản giáo hội và phá hủy biểu tượng thánh thiêng nhất của Kitô giáo. Thông báo làm tại Đan viện Thiên An vào ngày 29 tháng 6 năm 2017, lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ do Linh mục Anton Nguyễn Văn Đức bề trên Đan viện Thiên An ký. Một đan sĩ Đan viện Thiên An bị bất tỉnh sau khi côn đồ được bảo kê bởi nhà cầm quyền cộng sản dùng thanh sắt dài khoan ngang ngực vị đan sĩ trẻ tuổi này vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017. Một vài đan sĩ khác bị côn đồ dùng đá, gạch, thanh sắt tấn công đến chảy máu. Các cha các thầy đã đưa vị đan sĩ trẻ này đi cấp cứu. Tuy nhiên, công an đã ngang nhiên vi phạm pháp luật, chặn trước cổng đan viện, cấm cản không cho ra khỏi nhà dòng. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của vị đan sĩ này đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, giới chức cầm quyền vẫn dửng dưng trước mạng người ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động côn đồ, công an, an ninh mặc thường phục, dùng xe múc, xe ủi, cướp đất đan viện Thiên An. Như truyền thông chúng tôi đã loan tin, vào sáng ngày hôm qua, ngày 28 tháng 6 năm 2017, nhóm người mặc thường phục trên dưới 200 người đã mang theo hung khí,
lưỡi cưa, gậy gọc, búa tạ, xà beng, cuốc xẻ để tấn công các thầy cũng như giật sập cây thập tự đang được dương cao trong nội vi đàn viện Thiên An. Nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế bất chấp mọi thủ đoạn, âm mưu thôn tính 107 hectare đất nhà đồng thông của đan viện Thiên An thuộc quyền quản lý và sở hữu của đan viện từ năm 1940 cho đến nay. Lên đây chạy lên kìa. Thôi đừng chỉ nữa. Nó đánh liền đấy. Có vũ khí trong người mà anh em đừng rút ra lên đầu nó đều cái chủng đây hơi tháo nó cái đây. Ra khanh anh em hầu vào. Ra khanh hầu về. Sợ gì nó đánh tực tất à? Khiêng về, cứ khiêng về thôi. Khiêng về, cứ khiêng về, đừng khiêng nào nữa. Khiêng về mát đi. Khiêng về đây. Thôi. Đưa xe cứu xuống, đưa xe cứu, mình nó có cớ. Khiêng hậu về. Lên xe cứu, gọi xe cứu đi. Đưa vào mát đi. Lấy nước. Lấy nước đi. Nó thông vô ngực. Đừng có hấp, để cho nên từ nó lạnh. Quay phim đó. Quay. Có cái ấy không? Có xe chứ. Có xe tới đây thì nó. Chân đem ra chứ đừng có đứng nhiều. Xe nó không cho lên đâu. Lên đánh ô tô của mình xuống đi, đưa bệnh viện đi. Thả lắm. Thế nào lấy ô tô nhỉ? Ô tô con. Cứu thương nó không vào đây. Có xe mình đến cho này quay chứ. Xe mình đi. Lấy cái xe mình chạy lên. Cho Đức phóng. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi khẳng định với Đài Á Châu Tự Do, nhận diện được những công an cốt cán từ cấp xã cho đến cấp tỉnh tham gia vụ đập phá và hành hung. Cả tôi nhận diện cả tên cả chức vụ luôn này. Trưởng công an xã là ông là thường ủy Võ Trọng Nhân này. Phó công an xã là ông đại ủy Dương Văn Hiệu này. Rồi công an bên tỉnh là có ông Trần Công Quý. Rồi công an huyện là có ông Minh này. Biết bao nhiêu quan kể nhưng mà nó dạ mạc mặc thường phục hết. Nhưng mà mình biết tại vì họ đã lên làm việc mình nhiều rồi, là chỉ cần nhìn cái là biết là họ là công an hết. Thầy xin với bà mẹ đồng sinh, giữ lại đời quan phong xíu, khuy là tổng đồng trên cây thanh gia. Các anh ôm sát thanh gia đó, chết nằm đó luôn. Ông làm gì đâu? Đây, Thank you.
Mình định không chứ, tại vì anh định nói đây anh chưa có ai chuyển làng, hay anh ở đâu mà đây anh chuyển làng. Tôi đang chạy thích tôi là anh nói gì nhiều lên, nhiều lên. Quay ngược quay bên kia cơ. Đây làm cái gì làm cho bà con mình là hiểu sai về vấn đề. Đây bây giờ là họ hơn 200 người, họ đã dùng vũ lực đã đánh các thầy giặc ra thánh giá và họ đã đang lung lay thánh giá và nhộn thánh giá lên. Đây là toàn là côn đồ mà công an đã bảo kê. Họ làm lúc sáng nay, họ đang dùng cưa sắt và cưa thánh giá của Chúa. Sáng 28 tháng 6, Đan viện Thiên An Huế bị một nhóm khoảng 150 người và một số lãnh đạo chính quyền mặc thường phục tấn công, đập phá nát thánh giá và hành hung, gây thương tích cho nhiều đan sĩ. Đan sĩ Jose Maria Trần Mạnh Cường cho biết nhóm người tấn công tỏ ra rất hung hãn dưới sự chỉ đạo của các giới chức chính quyền. Họ điều khiển một khối lượng các thanh niên côn đồ, ở tay thì mang hung khí, rồi các hội phụ nữ nữa. Một mặt thì các hội phụ nữ chỉ với, một mặt thì các thanh niên, tất cả họ xô lên, họ đạp đổ thánh giá, họ lay, họ đào, họ bới thánh giá. Thì các thầy cứ lặng lẽ là xô lên để ôm lấy cái thánh giá thôi chứ không làm gì cả. Trong lúc xô lên như vậy thì là họ đánh, họ đạp, họ xô, họ đẩy. Nhưng có nghĩa là trong cái cảnh rất là hỗn loạn và các thầy bị đánh rất là nhiều. Có khoảng trên dưới 40 các đan sĩ hiện diện ở đó lúc đấy.
nhưng họ thì số lượng họ đông hơn và họ lại được phép đánh mình. Họ dùng cả gậy, gọc, tít, nước, rồi cưa, cái cưa nhỏ, cái lưỡi cưa nhỏ để họ cưa vào tay các thầy, nếu mà các thầy mà ôm vào người nhà. Các đoàn sĩ cảm nhận được hôm nay là các anh công an bên chính quyền cộng sản ấy, họ bộc lộ hết tất cả những cái gì mà tồi tệ nhất họ có thể làm được là họ làm cho tới các đoàn sĩ. Chính lãnh đạo của trong cái nhóm đấy tuyên bố luôn thẳng to trước mặt chúng em, trước mặt tất cả mọi người là bây giờ thì bắt đầu tới bây giờ một đoàn sĩ nào ra khỏi đoàn viện Thiên An là đánh cho chết. Đan viện Thiên An được mệnh danh là Đà Lạt trên đất Huế, tọa lạc trên ngọn đồi lớn nhất trong số nhiều ngọn đồi thuộc sở hữu của đan viện đã có từ năm 1940. Rừng thông thuộc quyền quản lý của đan viện đã bị chính quyền tiếp quản từ năm 1976 đến nay vẫn chưa trả. Vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2017, có khoảng 100 an ninh công an và côn đồ đến đan viện Thiên An ở xã Thủy Bằng, Huế, đập phá và hành hung các tu sĩ trong lúc họ dựng thập tự giá. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi kể lại vụ việc đã xảy ra với Đại Á Châu Tự Do như sau. Khoảng 8 giờ sáng hơn mà, thì lúc đó là cha về trên có dựng một số sợ hưởng thấm thông ra họ về. Thì là bên an ninh công an xã này, công an huyện này, rồi công an tỉnh này, rồi xã đồi này, phụ nữ này, rồi cả một số công đồ nữa nó thuế lên nó đập thần giả, nó hạ xuống, không cho dừng. Nhưng mà các thầy kiên quyết vô là ôm thần giả, thì nó nắm tóc, nắm áo, nó xẻ, nó giật, nó lôi các thầy ra, rồi là các thầy chống cự là nó đập luôn, nó đập cho hai thầy nó bị bơm đen luôn, thì chúng tôi thấy khủng khiếp quá. Sau khi vụ hành hung diễn ra, một số chốt cảnh sát giao thông đã được dựng lên ngay trên đoạn đường dẫn vào đan viện Thiên An. Một số tu sĩ bị tịch thu xe gắn máy khi họ muốn ra khỏi đan viện. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi cho biết, công an đã lập biên bản về những gì xảy ra vào sáng 28 tháng 6 với những người đến đập phá thánh giá, nhưng các tu sĩ của đan viện Thiên An không được yêu cầu tham gia tường thuật vụ việc. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi khẳng định với Đài Á Châu Tự Do, nhận diện được những công an cốt cán từ cấp xã cho đến cấp tỉnh tham gia vụ đập phá và hành hung. Cả tôi nhận diện cả tên cả chức vụ luôn này, trưởng công an xã là ông là thường ủy Võ Trọng Nhân này, phó công an xã là ông đại ủy Dương Văn Hiểu này, rồi công an bên tỉnh là có ông Trần Công Quý, rồi công an huyện là có ông Minh này, biết bao nhiêu công an kể nhưng mà nó giả mạo mặc thường phục hết, nhưng mà mình biết tại vì họ đã lên làm việc mình nhiều rồi, là chỉ cần nhìn cái là biết là họ là công an hết. Trả lời câu hỏi của chúng tôi liên quan đến đơn thư mà Đan viện Thiên An gửi đến chính quyền Thừa Thiên Huế cùng cơ quan báo đài để phản đối, cũng như yêu cầu đính chính thông tin họ đã loan đi rằng một số đối tượng xấu trong Đan viện Thiên An tàn phá rừng thông đặc dụng để lấn chiếm trái phép. Linh mục Phêrô Khoa Cao Đức Lợi nói rằng các cơ quan truyền thông không hồi đáp và cũng không đính chính theo yêu cầu của Đan viện Thiên An. Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế gửi thông báo xác nhận tỉnh đã nhận được những văn bản đơn thư và hẹn dàn xếp làm việc với đan viện trong tháng 8. Trong thời gian chờ đợi làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế, đan viện Thiên An tiếp tục công việc chỉnh trang, vườn tược, san ủi làm đường trên phần diện tích của đan viện. Đan viện Thiên An cho biết công việc họ đang làm không bị gây cản trở nào từ phía chính quyền. Tuy nhiên, ba lần thánh giá của đan viện Thiên An được dựng lên trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017 thì cả ba lần đều bị an ninh, công an và côn đồ đến đập phá. Chúng tôi chết, chúng tôi vào.
Đúng rồi. 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 Đ
Chú còn lương tâm chú không có làm gì cả. Không có dùng bạo lực. Đây chúng tôi xin chú tôi vào. Mày chị ai đó? Là gì chị? Nói thôi, nó bằng miệng. Mày không cần cầm ơ. Này, không cần cầm đến trên da nha. Để không có nói, nó dâm. Cái đồ sống như vậy mà. Quay đi, quay đi. Quay đi. Một quay cái mà bảo là cầm cầm đến trên da đấy. Nói, nó không được cầm đến trên da nha. Mà con nhớ cái thằng đi làm chai làm chép nha. Rồi, nhớ cái mặt thằng cá. Thằng vừa làm chai anh chị làm như cần. Nhớ làm chứ không? Quá, cái làm chai anh chị làm như cần. Thì em là mấy đời em Cả đừng nói cán bộ không, đây là nhân dân của chúng tôi đấy. Tại vì người ta bức xúc những cái việc của đảng viên làm, người ta có những hành động đấy. Nhân dân của bà con đấy đấy. Hiểu chưa? Cố thủ tôi nấp bọt không nổi. Ngay tin đúc. Thông tin những cái việc tôi đã nói. Tôi tin là nhân dân của đảng viên. Tin quan. Thông tin từ việc của đảng viên. Nhưng tôi phải nói sự thật. Tôi nói sự thật. Đó. Rồi em có nói. Tôi phải nói sự thật. Im không im. Không im. Đúng. Đúng. Nếu vì tôi cũng có con gái, tôi cũng có cha mẹ, tôi cũng bằng cha mẹ, tôi cũng như là cả cha mẹ tôi cũng có và tôi cũng có tình thương, tôi cũng tin là những tôi có thì anh nói thì mới lên bàn chú, còn mà muốn làm đây là chỉ kính tên mọi người, tôn trọng mọi người, đừng đừng để mọi người lợi dụng cái điều gì đó mà làm lâu rồi. Tôi nói này làm dân là vấn đề giải quyết tại tháng mười mà không để cho dân là anh rồi đi làm đấy. Ngày mơ cứ ngày không làm được phải đang làm chưa mà dân đi đâu cũng không rành đấy kìa, không rành cái mà ngày mơ lấy làm đấy đó để người cũng giải thích
lên ăn chi là hết. Không, để cho em hiểu, em hiểu, và em, tôi hy vọng là trong cái những cái giáo dân của mình sẽ hiểu được những cái là cái niềm tin chiến thắng. Niềm tin gì đó, tôi nói cho vậy. Đó. Đang được tôi bảo vệ em đâu. Ai đã có cục nước của rồi, chính xác. Đó. 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 Nhưng tôi trao đổi với em là tuyệt đế. Là tuyệt đế á. Tuyệt đế này. Nói cho em hiểu này. Khi còn đến một con quân rắn á. Khi những bậc cô lão hàng năm tới này. Thôi đi, đừng nghe nói nữa. Hiểu chưa? Lên đi, chạy lên kìa. Bọn nó là bọn con rồi nhá, bọn chà. Thôi đừng chỉ nữa. Nó đánh liền. Đấy. Có vũ khí trong người mà anh em rút ra lên rồi nó đâm cái chủng đây, tôi thả nó cái đây. Ra Khanh anh em hầu vào. Ra Khanh hầu về. Sợ gì nó đánh tực tất à? Khiêng về, cứ khiêng về thôi. Khiêng về, cứ khiêng về, đừng khiêng nào nữa. Khiêng về mát đi. Khiêng về đây. Thôi. Đưa xe cục cứu xuống, đưa xe cứu, mình mới bỏ tớ. Khiêng hậu về. Lên xe cục cứu, gọi xe cục cứu đi. Đưa vào mát đi. Lấy nước đi. Nó thông vô ngực. Đừng có hấp nhiệt, đưa cho anh từ từ nó lạnh. Quay phim đó. Quay. Có cái ấy không? Gọi xe chứ. Có xe tới đây thì nó. Đừng nhiều. Xe nó có cho lên đâu. Lên đánh ô tô của mình xuống đi, đưa bệnh viện đi. Thả lắm đi. Thế nào lấy ô tô nhỉ? Ô tô con. Cứu thương nó không vào đây. Gọi xe mình đến cho này quay chứ. Xe mình đi. Lấy cái xe mình chạy lên. Cho Đức Phong. Linh mục Phêrô khoa Cao Đức Lợi khẳng định với Đài Á Châu Tự Do, nhận diện được những công an cốt cán từ cấp xã cho đến cấp tỉnh tham gia vụ đập phá và hành hung. Cả tôi nhận diện cả tên cả chức vụ luôn này. Trưởng công an xã là ông là thường ủy Võ Trọng Nhân này. Phó công an xã là ông đại ủy Dương Văn Hiệu này. Rồi công an bên tỉnh là có ông Trần Công Quý. Rồi công an huyện là có ông Minh này. Biết bao nhiêu quan kể nhưng mà nó dạ mặt mặc thường phục hết, nhưng mà mình biết tại vì họ đã lên làm việc mình nhiều rồi, là chỉ cần nhìn cái là biết là họ là công an hết. Các anh ôm xác thanh gia đó chết nằm đó luôn. Vào ngày 28-29 tháng 6 năm 2017, vừa vi phạm pháp luật quốc gia và công ước quốc tế, vừa ngang nhiên thách thức tôn giáo, thách thức dư luận, thách thức những ai yêu chuộng công lý và hòa bình. Chính vì vậy, Đan viện Thiên An lên án mạnh mẽ những hành vi thô bạo, xâm hại thân thể các đan sĩ, những lời nói tục tĩu, chà đạp danh dự, nhân phẩm người tu hành của các cán bộ, nhóm côn đồ, phụ nữ được công an bảo kê và kích động, lên án mạnh mẽ hành vi xúc phạm
các biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo qua việc phá hủy thánh giá ngay trong khuôn viên đan viện. Lên án mạnh mẽ hành vi ngăn chặn, đe dọa các đàn sĩ và khách hành hương của an ninh, công an và những nhóm côn đồ được nhà cầm quyền thuê, mướn. Đan viện Thiên An một lần nữa khẳng định quyền sở hữu và quyền sử dụng hợp pháp đối với toàn bộ 107 hectare đất nhà đường thông tọa lạc tại đồi Thiên An lẫn hồ Thủy Tiên và kiên quyết bảo vệ công lý, mong muốn tìm kiếm lẽ công bằng một cách ôn hòa và thiện chí nhằm bảo vệ các tài sản hợp pháp của giáo hội cho đến hơi thở cuối cùng. Đan viện Thiên An kính báo các vụ việc đến tòa thánh, đến các hội đồng giám mục, các linh mục, tu sĩ, giáo dân công giáo khắp hoàn cầu và kêu gọi các tổ chức, cá nhân yêu chuộng công lý, sự thật, nhân quyền trong nước và ngoài nước, cùng hiệp thông, lên tiếng buộc nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt ngay các hành động tội ác đối với dân lành, chiếm đoạt tài sản giáo hội và phá hủy biểu tượng thánh thiêng nhất của Kitô giáo. Thông báo làm tại Đan viện Thiên An vào ngày 29 tháng 6 năm 2017, lễ thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ do Linh mục Anton Nguyễn Văn Đức bề trên Đan viện Thiên An ký. Một đan sĩ Đan viện Thiên An bị bất tỉnh sau khi côn đồ được bảo kê bởi nhà cầm quyền cộng sản dùng thanh sắt dài khoan ngang ngực vị đan sĩ trẻ tuổi này vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017. Một vài đan sĩ khác bị côn đồ dùng đá, gạch, thanh sắt tấn công đến chảy máu. Các cha các thầy đã đưa vị đan sĩ trẻ này đi cấp cứu. Tuy nhiên, công an đã ngang nhiên vi phạm pháp luật, chặn trước cổng đan viện, cấm cản không cho ra khỏi nhà dòng. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của vị đan sĩ này đang trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, giới chức cầm quyền vẫn dửng dưng trước mạng người ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động côn đồ, công an, an ninh mặc thường phục, dùng xe múc, xe ủi, cướp đất đan viện Thiên An. Như truyền thông chúng tôi đã loan tin, vào sáng ngày hôm qua, ngày 28 tháng 6 năm 2017, nhóm người mặc thường phục trên dưới 200 người đã mang theo hung khí, lưỡi cưa, gậy gọc, búa tạc, xà beng, thuốc xẻng để tấn công các thầy, cũng như giật sập cây thập tự đang được dương cao trong nội vi đan viện Thiên An. Nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế bất chấp mọi thủ đoạn, âm mưu thôn tính 107 hectare đất nhà đường thông của Đan viện Thiên An thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện từ năm 1940 cho đến nay. Thông cáo báo chí về việc nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế huy động công an thuê côn đồ phá hủy thánh giá, đánh đập, thóa mạ các đan sĩ Đan viện Thiên An Huế tại thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khoảng 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2017, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động khoảng 200 công an, an ninh mặc thường phục, giả danh côn đồ, tự tiện xông vào nội vi đan viện Thiên An Huế, cùng với nhiều hung khí nguy hiểm như dao, tuyếp sắt, các công cụ hỗ trợ trong lực lượng công an, vô cớ tấn công một cách tàn bạo các đan sĩ đan viện Thiên An. Đặc biệt, an ninh mặc thường phục còn chỉ đạo công an, côn đồ, phá hủy, đập bể tượng và cố tình phá hoại thánh giá được đặt trong khuôn viên nội vi các đan sĩ Đan viện Thiên An tạo lập xây dựng từ năm 1940. Sự việc được các quan chức địa phương xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy chứng kiến an ninh côn đồ có độ tuổi từ 20 đến 27 dùng vũ lực và các hung khí nguy hiểm như cưa sắt, búa tạ lớn, xà beng, cuốc xẻng, tuyếp sắt, cây gậy ba khúc, giật sập, bẻ cong và bật gốc cây thánh giá. Nguồn gốc thánh giá này vừa mới được các đan sĩ tái lập vào ngày 26 tháng 6 năm 2017. Trước đây, cây thánh giá từng bị an ninh mặc thường phục và côn đồ lấy cắp, đập vỡ thành nhiều mảnh, rồi vứt xuống suối vào ngày 17 tháng 5 năm 2015, trong dịp lễ Chúa lên trời. Sau khi các đan sĩ dựng thánh giá trở lại, thì vào ngày 8 tháng 3 năm 2016, nhiều an ninh, công an, cán bộ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và côn đồ lại đến đập phá. Nghiêm trọng hơn, một trong số các an ninh có hành vi dẫm đạp lên tượng Chúa Giêsu trước sự chứng kiến và tiếp sức của những người tự nhận là có chức quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sự kiện ngày 28 tháng 6 năm 2017 lần này
là lần thứ ba trong thời gian ngắn. Các kế hoạch phá hoại Đan Viện Thiên An và Thánh Tượng được chuẩn bị có bài bản, kết hợp giữa an ninh, công an và côn đồ nhằm phá hủy bằng chứng đức tin của người Công giáo tại Đan Viện Thiên An. Trong hoàn cảnh tang thương, bị cô lập, các đan sĩ vẫn không ngần ngại bảo vệ thánh giá. Các nhân viên công quyền đã hung hãn, túm tóc, bóp cổ, xô đẩy, đánh vào đầu, đạp vào mặt, ngực, bụng người tu hành. Nghiêm trọng hơn, nhóm người này còn dùng các hung khí nguy hiểm như tuyếp sắt, gậy gộc, cây gậy ba khúc, tấn công những người tu hành tay không giữa thanh thiên bạch nhật. Dưới sự chứng kiến của toàn bộ những người có chức quyền của xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, có sự trợ giúp và chỉ đạo đắc lực của an ninh mặc thường phục. Thậm chí, một nhân viên của lâm trường Tiền Phong tên Nguyễn Viết Chính thường xuyên canh gác đan viện, dùng hung khí cây gậy ba khúc vụt liên tiếp lên đầu đan sĩ linh mục An Tôn Võ Văn Giáo. Ngoài ra, một nhóm phụ nữ được huy động hỗ trợ nhóm người trên thốt ra những lời thô tục thóa mạ các đan sĩ. Đặc biệt, trước sự chứng kiến của các cán bộ xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều an ninh. Ông làm gì đâu? Ông làm gì đâu? Vũ lực đã đánh các thầy giặc ra thánh giá và họ đã đang lung lay thánh giá và nhộn thánh giá lên. Đây là toàn là côn đồ mà công an đã bảo kê. Họ làm lúc sáng nay họ đang dùng cưa sắt và cưa thánh giá của Chúa. Công an và côn đồ còn đe dọa sẽ đánh các cha các thầy của đan viện hoặc bất kỳ ai ra vào đan viện Thiên An. Các hành vi trên chẳng những vi phạm pháp luật, còn thể hiện tính vô nhân đạo, hèn hạ của giới cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế.
những hình ảnh nhục nhã, xấu xa, hèn hạ này đã được các đàn sĩ ghi lại trong nhiều video, hình ảnh và hiện đang lan truyền nhanh rộng trên Internet. Đây là bằng chứng xác thực thể hiện bộ mặt côn đồ dẫm đạp lên hệ thống pháp luật của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Lưu ý rằng, chỉ trong vài ngày, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lập các chốt chặn trước cổng đan viện Thiên An, ngang nhiên kiểm soát tất cả mọi người ra vào đan viện. Trong ngày xảy ra cuộc trấn áp của an ninh, công an và côn đồ, các chốt cảnh sát giao thông đã tìm cách sách nhiễu, hạn chế đi lại và ngang nhiên tịch thu xe mô tô của đan viện Thiên An. Cũng vậy, tại khu vực sân sau bóng đá và hồ Thủy Tiên thuộc quyền quản lý và sở hữu của đan viện, nhà cầm quyền tỉnh lại huy động xe tải, xe múc chuyên dụng cỡ lớn, công nhân vào chặt phá rừng thông, cây keo, đào xới khu đất, ngang nhiên làm một con đường trên diện tích đất này với mưu đồ cách ly đan viện Thiên An, nhằm mục đích cướp toàn bộ 107 hectare đất nhà đường thông của đan viện Thiên An tạo lập trước năm 1940. Trong tình yêu của Thiên Chúa, trước những lời nói mạ lị, hành vi bạo tàn của nhóm côn đồ và nhóm phụ nữ được công an bảo kê, các vị tu hành vẫn tay không tấc sắt, thái độ ôn hòa, bình tĩnh đón nhận những cú xô hung hãn, những nắm đấm hung tợn, những đòn gậy chết người, những bàn tay túm tóc, bóp cổ khi các đan sĩ đang dồn hết sức lực bảo vệ thánh giá. Nhiều đan sĩ nhẫn nhịn với nhiều vết thương bên trong và bên ngoài cơ thể. Sự việc chẳng những không được kiểm soát, vào lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 6 năm 2017, nhà chức trách tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục huy động an ninh, công an và côn đồ được thuê mướn, gồm những thanh niên có tuổi đời từ 20 đến 27, tự tiện xông thẳng vào nội vi đan viện Thiên An, dùng những thanh sắt nguy hiểm đánh thẳng vào người các đan sĩ, dùng chân dẫm đạp vào người các thầy, khiến nhiều thầy bị thương và đổ máu, một thầy bất tỉnh tại chỗ và sức khỏe suy sụp. Qua sự kiện này, đan viện Thiên An nhận định: qua các thời kỳ, đan viện Thiên An luôn khẳng định có đầy đủ chứng cứ hợp pháp chứng minh 107 hectare đất nhà đường thông mà nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều lần dùng những thủ đoạn dối trá, hèn hạ để cướp đoạt đất nhà đường thông thuộc quyền sở hữu và quản lý của đan viện Thiên An, do các vị tiền khởi khai mở đan viện Thiên An tạo lập, xây dựng và bảo vệ từ những năm 1940 cho đến lúc này. Đan viện Thiên An chưa, không bao giờ chuyển giao quyền quản lý, quyền sở hữu đất nhà đường thông thuộc tài sản của đan viện Thiên An cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Hành vi của nhóm công an, an ninh, côn đồ có tổ chức, tập hợp bài bản theo chỉ đạo của nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế khi dùng vũ lực tấn công các đan sĩ và phá hủy thánh giá tại đan viện Thiên An